Được phỏng vấn bạn Bi Béo mấy câu. Ở nhà bố dặn đến đây nói gì hả con? Bố cháu dặn là đến đây nói những điều mà bố cháu dặn đấy. Dạ vâng. Theo bạn Bi thì bố của bạn sẽ vượt qua được câu số mấy? Gọi là dùng chiến thuật thông minh. Chiến thuật thông minh. Thì bố cháu sẽ đạt mốc cực đỉnh ở câu số 5 ạ. Theo Bi nhá, thế nào là chiến thuật thông minh? Con nghĩ là chiến thuật thông minh là bố con sẽ trả lời hai câu dễ nhất và ba câu tiếp theo thì sử dụng hết tất cả sự trợ giúp. Tuyệt vời, hết sức tuyệt vời, một chiến thuật thông minh. Đây gọi là hổ phụ sinh hổ tử. Cháu sẵn sàng hỗ trợ bố cháu chưa? Vâng ạ, vấn đề này cháu là chùm rồi. Hai bố con anh sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. Hai người sẵn sàng chưa? Tôi sẵn sàng. 30 giây bắt đầu, mời anh. Con trai ơi. Vâng, nhanh bố. Đội bóng nào đã lập kỷ lục vô địch cúp C1 Champions League với thành tích toàn thắng cả mùa? A Real Madrid, B Bayern Munich, C Manchester United và D Barcelona. Con nói thẳng bố luôn nhá, là B Bayern Munich. Thế cho nó tròn. Chắc không? Chắc. Là cả mùa ấy, toàn thắng cả mùa ấy. Vâng, không thì con là con bố. Vâng. Được rồi. Vâng. Rồi. Cháu đã tư vấn cho anh là phương án B, Bayern Munich. Đáng lý tôi đừng hỏi cái câu kia, đừng hỏi cái câu sau ấy, có chắc không ấy. Vâng. Thì không khéo tôi lại còn chắc. Vâng. Thế cháu nó nói một câu như đấm bị bông, đấm bên nọ nó lại phòng bên kia. Vâng. Nếu con sai con là con bố. Thế thì bây giờ hiển nhiên là cháu nó sai rồi đây này. Vâng. Đúng nhỉ, chứ bây giờ nó lại bảo đúng thì lại nó lại không phải con anh à? Tôi thì cũng lại dở, đúng không? Vâng, cũng dở. Không được, vâng. Khổ quá nhỉ. Cháu nó lại cài cắm thế, nhưng mà dù sao thì... Tôi có được gọi lại không? Không, luật chơi của chương trình là xong rồi. Bây giờ anh chỉ được quyền lựa chọn hoặc là anh còn hai quyền trợ giúp nữa. Riêng về cái này là tôi rất tin tưởng con tôi, cho nên là APO, mình, tôi sẽ chọn Bayern Munich. Bayern Munich, B. Cả 11 trận đấu trong mùa giải 2019-2020 ghi tổng cộng 43 bàn và thủng lưới 8 bàn. Và đó là Bayern Munich. Chúc mừng anh. Kéo nói rằng phương án C, Nguyễn Địa Lô. Và sau khi bố bạn chọn xong, bạn bảo sai rồi. Nếu mà mẹ hỏi vì sao ít tiền thì bố đừng bảo con nữa. Rồi, mẹ con không biết vụ này đâu, chú có thể dám chắc. Nhưng biết đâu mẹ con lại sẽ thưởng cho con. Bảo trình độ bố con gì thế. Vâng. Nhưng lần này thì tư vấn của con đã hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng hai bố con. Ôi. Bố tư vấn rồi.